Hello mọi người, xin giới thiệu mọi người. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với PT Nhật Đức. Thì hôm nay là ngày cuối năm. Thì đây là một sản phẩm, nói chung là nó cũng không được gọi là mỹ mãn cho lắm. Nó chỉ gọi là mức tương đối thôi, để gọi là giải quyết vấn đề là tay gương cánh cửa của Isuzu QKR270. Cái xe này ấy, thì phiên bản của Việt Nam bán ra thì toàn bộ tay gương nó nằm bên phụ các bác ạ. Đây, chân gương em vừa bịt lại bằng miếng băng dính 3M rồi. Đây, thì bản thân nếu mà ngồi lái thì rất là khuất và sẽ khó nhìn cho người lái cũng như là cả người phụ, rất là khó chịu. Thế thì có một giải pháp nữa là nó sẽ trở lại trạng thái nguyên bản của con QKR ngày xưa, tay gương đưa về hàng đầu. Đấy, đây là bộ tay gương cũ của nó nha các bác nhá. Bộ tay gương cũ của nó này gồm hai ốp gió này. Khi thay thì chúng ta sẽ phải thay cả ốp gió. Nói chung là bộ này thay thì nó cũng không được mỹ mãn cho lắm, nhưng mà nó giải quyết được vấn đề là tay gương nó khuất ở bên 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 phụ. Tay gương cánh cửa đây, thấy hai ốp gió. Và bỏ bộ tay gương này ra, cắt hết toàn bộ linh kiện đi. Đấy, đây nha các bác nhá. Đây là ngày xưa của nó sẽ là như thế này này. Đây, cho các bác trực tiếp luôn này. Đây, ngày xưa tay gương của nó sẽ là làm ở cánh cửa như thế này, và bây giờ nó sẽ lên như thế này. Đấy, vì hôm nay là lắp vào buổi chiều tối, thành ra cái video này nó cũng không được nét cho lắm. Nhưng mà xem qua video thì các bác sẽ hình dung được là QKR 270 đời mới 2018. Đấy, tay gương ngày trước của nó là làm ở cánh cửa, và sau khi thay thế đưa về trước đầu xe. Đây là toàn bộ phụ kiện để cất đi. Mình vẫn phải cất bộ tay gương này đi để mai kia chẳng may mà mình không thích lên đời nữa, mình về đời zin thì vẫn về được nhá các bác nhé, không ảnh hưởng gì cả, không khoan đục, không cắt. Đây, nó vẫn sẽ chờ lỗ ở đây, hôm nay sau mình vẫn về như zin được. Còn ở trong này thì nó sẽ chờ hết lỗ rồi. Đấy, khắc phục điểm yếu của QKR này. Đấy, tay gương đưa về đầu xe này, toàn cảnh các bác nhìn này. Đấy, ngày xưa con xe này QKR hiện tại trên thị trường này nó sẽ rất là khuất, nhưng mà khi các bác lên tay gương rồi thì đây mình nhìn trèo lên cabin cho các bác nhìn qua nhá. Đấy, nó sẽ như thế này, nhìn rất là rộng luôn này. Đấy, các bác nhìn ok chưa? Đấy, thẳng tưng luôn này, bên phụ này thẳng tưng luôn này. Đấy, còn ngày xưa của nó thì các bác biết đấy, nó là một cánh cửa, nhiều khi mà người ngồi bên phụ mà béo quá ấy, thì gần như là các bác sẽ bị khuất điểm này, sẽ không nhìn thấy điểm này nữa. Những điểm tay em đang xe này thì sẽ không nhìn thấy nữa. Nhưng bây giờ thay tay gương thì dù bác béo hay bác gầy, bác có làm cả cái bên phụ này thì mình vẫn nhìn được đằng đầu thoải mái luôn. Đấy, đấy là một trong những cái điểm. Tất nhiên bộ tay gương này thì mình đánh giá nó lên đời thật sự ra là nó cũng không được đẹp lắm, vì mình nói thật luôn, nó là hàng ngoài, nó là hàng ngoài thay thế vào thôi. Đây là các bác này, cận cảnh thay tay gương này, bộ tay gương đây, tay gương to đây, lên đời đây. Đây, bộ tay gương lên đời. Đấy, nó sẽ khắc phục được đấy. Anh cất đi anh. Trung ơi, Trung lấy cho bác cái tải, lấy bác cái tải trong nhà. Đây, cửa hàng của mình đây, có gì các bác cứ liên hệ. Các bác liên hệ theo số điện thoại trên biển đường dây nóng. Các bác lấy tải vào chung. Đây là bộ tay gương cũ đây. Cất đi, dụ mai kia mình có vấn đề thì anh, mình phải về zin ấy. Chứ mình về zin thì không phải ảnh hưởng gì cả các bạn, không đục đéo gì cả, mà về nguyên bản luôn. Có chỗ để vừa không anh, hay rất là thùng. Chung lấy bác băng dính, băng miệng tải vào. Đấy, sau khi nó lên nó sẽ như thế này. Giá thành rất là rẻ đấy các bạn, nó không quá cao để chúng ta lên một bộ tay gương như thế này. Nhưng mà sẽ có một số những nhược điểm là cái đồ nhựa này ấy, mình nói thật với các bác là bên ngoài nó không thể zin bằng đồ nhựa theo xe đâu. Nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề là cái tay gương này nó đưa về đầu xe. Đấy, mà giá thành hợp lý thì các bác cứ nghiên cứu và xem xét qua để lên bộ tay gương này. Đây là bộ tay gương thứ 3 mình lên rồi.
mình lên có 3 xe rồi và đây là xe thứ ba. Xe này thì lắp vào buổi tối nên thành ra chắc là buổi tối các bác có thể không hình dung chi lắm, nhưng mà mai kia bác Béo hay đi buổi ngày mình sẽ quay cho các bác vì bác Khánh ngày nào cũng qua đây mà, ngày nào cũng đi qua tuyến đường này đấy. Các cục điểm này đấy, tay dương ngày xưa đó là cánh cửa đây, bác trên ông dưới đây đấy, và bây giờ nó sẽ là hoàn thiện em nó là như thế này. Đấy, hoàn thiện em nó sẽ là đầu xe đưa về đằng trước như thế này.